Chào mừng các bạn đã đến với An Cường Make Your Space. Make Your Space là ứng dụng tự thiết kế, là công cụ giúp bạn thỏa chí tưởng tượng, tự phối màu sáng tạo để trở thành một nhà thiết kế cho chính không gian sống của mình một cách nhanh chóng, tiện lợi và trực quan nhất. Ở video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn những chức năng và công cụ của Make Your Space. Nào, mình cùng bắt đầu nhé! Để truy cập ứng dụng Make Your Space, các bạn scan QR code này hoặc truy cập vào website của An Cường và bấm vào mục Make Your Space. Hãy chọn một mẫu thiết kế không gian phòng có sẵn trong thư viện của chúng tôi. Sử dụng thanh công cụ phân vùng không gian để chọn lựa nhanh khu vực phòng mà bạn mong muốn. Bạn có thể chọn lựa thay đổi màu sắc tất cả các bề mặt sản phẩm như tủ, mặt bàn, tường, vách. Thậm chí chọn thay đổi màu sắc nhiều sản phẩm cùng một lúc. Khi được chọn, nút sẽ chuyển sang màu xanh lá. Bấm thêm một lần để bỏ chọn, nút sẽ chuyển lại màu xám. Ví dụ, bạn muốn thay đổi màu sắc của tủ bếp, bạn bấm vào nút tủ, sau đó sẽ chọn màu muốn thay đổi trong bảng danh sách phía bên trái. Sử dụng thanh tìm kiếm và bộ lọc để tìm kiếm mã màu sản phẩm yêu thích một cách nhanh chóng. Ví dụ, bạn muốn tìm nhanh mã màu gỗ MFC474SC03, bạn vào thanh tìm kiếm, gõ mã 474 rồi nhấn Enter. Nếu bạn chưa có mã màu chính xác, bạn có thể lọc tìm theo danh mục phân loại của sản phẩm. Bạn bấm chọn thêm hoặc bớt các thông tin lọc, thậm chí xóa bộ lọc toàn bộ để thỏa sức tìm kiếm, chọn ra những mã màu phù hợp và yêu thích nhất. Bên cạnh đó, bạn còn có thể xoay chiều vân gỗ bằng nút xoay bề mặt phía bên góc trên của màn hình. Bạn bấm vào ký hiệu trái tim để ghi nhớ các mã màu yêu thích và xem lại tổng hợp toàn bộ trên thanh công cụ. Ngoài ra, Make Your Space còn đưa ra công cụ so sánh, giúp bạn nhìn lại không gian trước và sau khi thay đổi màu sắc bằng cách di chuyển thanh ngăn cách trên màn hình. Thậm chí còn có thể so sánh giữa hai lựa chọn màu khác nhau, bên trái và bên phải. Lúc này bạn bấm vào để chọn màu khác nhau cho hai bên. Tại thư viện có sẵn của chúng tôi, bạn có thể lựa chọn giữa các chức năng không gian khác nhau như phòng ngủ, phòng bếp hay phòng khách với các phong cách nội thất đa dạng. Để chuyển qua mẫu không gian khác, bạn chọn vào biểu tượng chọn phòng khác ở góc phải. Không những vậy, bạn còn có thể tải lên hình ảnh phòng của bạn bằng cách bấm vào nút tải lên. Tương tự như đã làm với mẫu thiết kế có sẵn trong thư viện, màn hình sẽ hiển thị các nút tương tác từng khu vực. Tuy nhiên, đối với các ảnh tự tải lên, An Cường chỉ khuyến khích bạn sử dụng với mong muốn thay đổi màu sàn. Khi đã hài lòng với mẫu tự thiết kế của riêng bạn, bạn có thể truy cập thêm thông tin chi tiết sản phẩm hoặc tải xuống, lưu và chia sẻ những hình ảnh trên các nền tảng xã hội khác nhau. Hãy xếp hạng trải nghiệm của bạn về An Cường Make Your Space nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc bạn có một trải nghiệm tuyệt vời! Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về An Cường Make Your Space, hãy liên hệ ngay cho chúng mình theo số hotline 1900 6944 để được hỗ trợ nhanh chóng nhé!